Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Kết nối cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều bạn trẻ Việt Nam khi có điều kiện học tập, làm việc ở nước ngoài đã luôn nỗ lực để chứng tỏ bản thân và mong muốn làm rạng danh quê hương Việt Nam của mình. Chúng ta đã có nhiều bạn trẻ thành công ở nhiều lĩnh vực, được bạn bè quốc tế biết đến và ngưỡng mộ. Ngô Di Lân, du học sinh Việt Nam ở Hà Lan, là một người có thành tích như thế. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Ngô Di Lân đã nổi tiếng là một nhà hùng biện cừ khôi trong giới sinh viên ở Hà Lan. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về bạn trẻ Ngô Di Lân trong chuyến trở về Việt Nam để thực hiện một chương trình cộng đồng lớn. Trước tiên, mời quý vị đến với tiểu mục 7 ngày kết nối. Võ sĩ Nam Phan người Mỹ gốc Việt Nam vừa giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ người Mỹ Leonard Garcia trong một giải đấu vừa được tổ chức ở nước Mỹ. Nam Phan có bố và mẹ là người Việt Nam, là một trong những võ sĩ gốc Việt Nam nổi tiếng nhất. Anh thi đấu ở hạng 66 kg. Năm 19 tuổi, Nam Phan gia nhập Học viện Võ thuật của bang California, Mỹ. Hiện tại, anh là một võ sĩ chuyên nghiệp và khá thành công với nhiều trận thi đấu hay. Chiến thắng mới nhất trước võ sĩ Mỹ được đánh giá cao hơn mình, được coi là bước đá tốt giúp Nam Phan tiến nhanh hơn trên bước đường sự nghiệp của mình. Trong những năm gần đây, số lượng du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập ngày càng nhiều. Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản VISA đã trở thành cầu nối gắn kết du học sinh tại xứ sở mặt trời mọc. Hiện VISA đã có số thành viên lên đến 2.000 người, có trang web riêng như một diễn đàn trao đổi thông tin hoạt động và ý kiến của thanh niên sinh viên Việt Nam tại đây. VISA thường xuyên tổ chức các ngày hội thể thao và văn hóa, các hội thảo chuyên ngành dành cho thành viên và những cá nhân tổ chức quan tâm. Hoạt động của các câu lạc bộ cũng được duy trì đều đặn. Các hoạt động của VISA đều nhằm đến mục đích giúp cho cuộc sống học tập và công tác của mỗi thành viên có thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Là sân chơi bổ ích cho cộng đồng lưu học sinh và những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đồng thời tiếp tục góp phần tăng cường tình hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Vừa qua, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã đến Berlin, Đức để giới thiệu phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc cho bà con người Việt Nam nơi đây. Đây là lần đầu tiên nhiều người Việt Nam tại Berlin được tận mắt chứng kiến ông tổ Việt y đạo giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu chữa bệnh bằng phương pháp diện chẩn. Phương pháp này sử dụng dụng cụ ấn, day các huyệt trên vùng mặt và cơ thể để kích thích thần kinh của não. Từ đó thần kinh sẽ tự điều chỉnh, ổn định lại, làm thông khí huyết. Kết thúc chuyến làm việc tại Berlin, giáo sư Bùi Quốc Châu nhận định đây là nơi có đông người Việt sinh sống, khá thuận tiện cho việc phổ biến kiến thức chữa bệnh bằng phương pháp diện chẩn. Được sự giúp đỡ của giám đốc trung tâm thương mại Đồng Xuân, ông cùng với môn sinh của mình sẽ giúp bà con người Việt học và hiểu về phương pháp này trong thời gian tới. Giành được nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi hùng biện ở Hà Lan và một số nước, tháng 6 năm 2014, Ngô Di Lân trở về Việt Nam để tổ chức chương trình VYMUN 2014, Thanh niên Việt Nam mô phỏng họp Liên Hợp Quốc. Chương trình đã tạo một sân chơi mới cho các bạn trẻ Việt Nam, giúp họ nâng cao được nhiều kỹ năng và kết nối học sinh, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Ngô Di Lân theo gia đình sống tại Anh từ lớp 8. Sau đó, chàng trai này học tại Stockholm, Thụy Điển, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012, Lân giành học bổng toàn phần và du học tại Unilever College Magic, một ngôi trường có tiếng tại Hà Lan. Lân tham dự nhiều cuộc thi hùng biện và luôn giành những giải thưởng lớn. Thí sinh giỏi ngoại giao nhất Hà Nội Model United Nations 2013, thí sinh xuất sắc nhất Model East Asia Summit 2013, giải nhì cuộc thi hùng biện Novice Leiden Open 2013. Mỗi lần trở về Việt Nam, Lân đều tích cực tham gia những sự kiện, những cuộc thi hùng biện lớn. Mong ước của Lân có thể trở thành một nhà ngoại giao giỏi, có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước mình. Lần trở về này, Lân còn mang trong mình một ước mơ về việc tổ chức một sự kiện lớn và có ý nghĩa với các bạn trẻ Việt Nam. Chương trình họp mô hình Liên Hợp Quốc là một hoạt động thường niên được tổ chức bởi các thanh niên trên toàn thế giới nhằm mô phỏng các phiên họp của Liên Hợp Quốc.
các thí sinh sẽ tham dự với tư cách là đại diện cho các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong các hội đồng như ECOSOC, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an. Mục đích chính tại mỗi kỳ môn là đưa ra được các nghị quyết giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nóng bỏng trên toàn cầu. Trong khi tại nhiều quốc gia trên thế giới, các cuộc họp mô hình Liên Hợp Quốc vẫn diễn ra đều đặn hàng năm với không khí sôi nổi bởi sự tham gia nhiệt tình của một số lượng đông đảo các bạn trẻ, thì ở Việt Nam vẫn là một khái niệm tương đối xa lạ đối với đa phần học sinh, sinh viên trong nước. Có may mắn được đi ra nước ngoài nên Lân muốn đem sân chơi này về Việt Nam để các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội để trải nghiệm mình, khẳng định mình. V-Moon 2014 sẽ là môn đầu tiên tại Việt Nam có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với kịch bản khủng hoảng. Đây là chương trình dành cho các bạn trẻ hướng tới và nâng cao kỹ năng mềm như kỹ năng hùng biện, đàm phán, kỹ năng viết và quan trọng hơn là kỹ năng tiếng Anh. Chủ đề của V-Moon 2014 là hòa bình và phát triển vì thế hệ tương lai. Ngày xưa hồi ở Mỹ mình cũng tham gia một dạng loại chương trình Modern UN như này rồi và mình thu được rất nhiều từ chương trình. Đầu tiên là mình được biết thêm về nước mà mình sẽ phụ trách, mình được biết thêm về các vấn đề toàn cầu và có mình học được rất nhiều kỹ năng mềm cũng như là mình quen rất nhiều người bạn. Việc nâng cao nhận thức cho giới trẻ trong nước về nhu cầu gìn giữ hòa bình và tầm quan trọng của việc giải quyết các xung đột thông qua đàm phán hòa bình là hết sức quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là việc quyết định sau khi đạt được hòa bình rồi thì chúng ta sẽ làm gì để thúc đẩy quá trình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thông qua chủ đề này, giới trẻ sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và từ đó có những bước đi góp phần giữ vững hòa bình và thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước. Khi mình tham gia, mình đại diện cho nước Nga thì mình có cảm giác như là đang đứng ở trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thật ở New York và được đại diện cho nước Nga để bàn với các vấn đề và đóng góp cho thế giới để giúp cho thế giới phát triển tốt đẹp hơn. Chủ đề của mình là về khủng hoảng nợ công ở châu Âu và vì mình là nước Anh, một trong những nước của châu Âu, thì mình có rất nhiều tài liệu và tìm hiểu khá kỹ khoảng một tuần và mình có rất nhiều vấn đề sẽ đưa ra trong chương trình. Ví dụ như mình muốn chia sẻ và tìm hiểu về lý do tại sao cuộc khủng hoảng nợ công này lại ngày càng nghiêm trọng hơn và làm thế nào để cho các nước như Hy Lạp thoát khỏi cái khủng hoảng này và cách nào là tốt nhất để có thể giải quyết khủng hoảng nợ công này. Vừa học tập ở nước ngoài, vừa tổ chức sự kiện này ở Việt Nam, nên Ngô Di Lân đã phải cố gắng hơn rất nhiều. Từ việc sắp xếp thời gian, liên kết với các bạn trẻ trong nhóm và tìm kiếm được một ban tổ chức để thực hiện chương trình lớn này. Để chương trình có thể diễn ra thành công, ban tổ chức họp với nhau thường xuyên để giải quyết các vấn đề phát sinh. Đây là lần đầu tiên tổ chức chương trình nên các thành viên sự kiện còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mọi người ai cũng đều cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất và đúng thời hạn. Để có thể trở thành một nhà hùng biện giỏi, những thí sinh ngoài việc đòi hỏi phải có lượng kiến thức sâu rộng, những kỹ năng thiết yếu của thuyết trình còn cần vốn tiếng Anh khá tốt. Sự kiện lần này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đến từ mọi miền tổ quốc, mong muốn được tham gia và thử sức. Ban tổ chức phỏng vấn các thí sinh để đánh giá được năng lực và mong muốn từ đó có thể đưa ra những vị trí phù hợp trong cuộc họp cho mọi người.
qua chương trình này thì mình cảm giác mình nhận được rất là nhiều điều. Thứ nhất đó là mình học tập được có những cách làm việc chuyên nghiệp của các anh chị. Thứ hai là mình có thể trau dồi cải thiện được khả năng tiếng Anh của mình. Thông qua đó thì mình rất nhiều điều về cuộc sống cũng như về các vấn đề trên toàn cầu. Hơn nữa đây cũng là một cái nơi để mình có thể khẳng định mình. That your opinion and your policy is best way to skill. VMUN 2014 là sự kiện chứng tỏ bản lĩnh người Việt trẻ, nơi họ thể hiện sự tự tin, tài năng và kiến thức của mình. Đây còn là nơi rèn luyện, chắp cánh ước mơ cho những bạn trẻ mong ước trở thành một nhà ngoại giao như Ngô Di Lân. VMUN 2014 sắp diễn ra, hứa hẹn nhiều bất ngờ, lý thú bởi sự mới lạ và bởi chính sự tài năng của các bạn trẻ Việt Nam. Sau khi tham gia xong thì mình cảm thấy rất là thú vị, tuyệt vời. Đây anh Lân vừa rồi sẽ chia sẻ, mình thấy mình có thể cảm nhận thêm, hiểu biết thêm về cái chương trình mình đang tham gia. Mình nghĩ là mình sẽ đủ tự tin để tham gia cái chương trình này. Qua cái buổi workshop ngày hôm nay thì mình thấy đây là một buổi workshop rất bổ ích và thú vị. Anh Lân đã chia sẻ những kinh nghiệm và những cái giải đáp những cái thắc mắc mà mình mong muốn để được trả lời. Và đây là một buổi workshop mà làm cho mình thấy cảm thấy đầy tự tin để mình có thể tham gia chương trình này. Ngoài những giải thưởng lớn về hùng biện, Lân còn được nhiều người biết đến bởi những thành tích thể thao nổi bật. Gắn bó với bóng bàn 7 năm, chàng trai này từng có giải nhì đồng đội Hà Nội, một giải nhất, hai huy chương bạc và một huy chương đồng ở Stockholm, Thụy Điển. Những bộ môn thể thao đối kháng, sử dụng vợt như cầu lông, tennis cũng là thế mạnh của Lân. Mặc dù bận rộn, nhưng lần trở về này, Lân còn dành thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện cùng với các bạn thanh niên tình nguyện ở Trung tâm Việc làm Người Khuyết tật Vì Ngày Mai. Được giao lưu, trò chuyện, được góp một phần quà nhỏ dành cho những bạn trẻ khuyết tật nơi đây với Lân vô cùng ý nghĩa. Những tâm sự, những mong muốn của các bạn nơi đây đã trở thành động lực để Lân tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, để sau này có thể đóng góp, giúp đỡ nhiều hơn cho những mảnh đời khó khăn cho quê hương mình. Mọi người, riêng các bạn ở đây, bác động viên các vui khỏe, học giỏi và thành công trong cuộc sống. Đấy, xin đấy tặng cháu. Mình rất là vui và hạnh phúc khi có các tổ chức đến quan tâm đến trung tâm. Mình mong muốn là các ban ngành và tổ chức quan tâm đến trung tâm Vì Ngày Mai nhiều hơn nữa, và cũng rất là mong anh Luân ở bên nước ngoài sẽ kết nối được với nhiều các dự án bên nước ngoài để ủng hộ cho trung tâm Vì Ngày Mai, để cho mình và các bạn có một cuộc sống ổn định hơn. Đầu phút ngày hôm nay thì mình cũng đã được biết tuần qua thì có một chương trình các bạn từ sinh viên trường đại học đến đây để giao lưu và chia sẻ vào cái ngày 1 tháng 6. Thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được giao lưu và cùng các bạn. Với điều vui nhất là hôm nay được đón một bạn ở nước ngoài về thăm Việt Nam và đến đây để trao quà và chia sẻ cùng với các bạn ở trung tâm.
dù sinh sống và học tập ở nhiều nước trên thế giới, nhưng trong trái tim chàng trai này luôn có hình bóng quê hương. Lần nhớ những con đường quen, nhớ những hiệu sách tuổi thơ, nhớ Hồ Gươm, nhớ tất cả những gì đặc trưng nhất của Hà Nội đã gắn bó và in sâu trong tiềm thức của mình. Mỗi lần trở về là dịp để chàng trai ấy thỏa mãn nỗi nhớ và lưu giữ những kỷ niệm cho riêng mình ở trời Tây. Trở về Việt Nam để nghỉ hè và thực tập, tổ chức chương trình V-Moon 2014, Lân có khá nhiều công việc để làm. Lân luôn dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Nam sinh Việt Nam rất đam mê nấu ăn và biết cách thưởng thức các món mới lạ. Để vơi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, Lân đã tự mình mày mò và chế biến những món ăn đặc trưng của dân tộc. Nấu ăn còn là cách để cậu thư giãn, làm mới mình sau những giờ học căng thẳng. Chàng trai trẻ đầy hoài bão, ước mơ, Ngô Di Lân là đại diện tiêu biểu của những người Việt trẻ dám nghĩ, dám làm. Với tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc, Lân luôn cố gắng quảng bá hình ảnh của Việt Nam và quan trọng nhất là chữa những nhận thức sai lầm của bạn bè quốc tế về Việt Nam để họ có được một cái nhìn cân bằng và đúng đắn về con người và đất nước ta. Phóng sự vừa rồi đã phần nào nói lên công việc của bạn Ngô Di Lân. Để hiểu hơn về những ước mơ, hoài bão của chàng du học sinh trẻ này, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của bạn Ngô Di Lân với chương trình. Xin chào Lân, cảm ơn Lân đã dành thời gian cho chương trình Kết nối cộng đồng của kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Đầu tiên thì Lân có thể chia sẻ là lý do vì sao mà Lân lại muốn trở thành nhà hùng biện? Mình thì nghĩ rằng cái hùng biện thứ nhất nó là một kỹ năng rất là quan trọng, nó là một cái phương pháp nó rất là hữu hiệu để đạt được điều đó. Và khi mà người ta thực sự bị thuyết phục bởi cái lời nói của mình, bởi cái lý lẽ của mình, thì mọi người sẽ thực sự đi theo nó và đi theo nó đến cùng và sẽ hết lòng vì cái mà mình cho là đúng. Để theo đuổi được cái ước mơ này của mình thì Lân đã gặp phải những cái khó khăn hay là cũng như là có được những cái thuận lợi gì? Thật ra thì mình không phải là một người nhà hùng biện chuyên nghiệp. Mình không có được đào tạo như nhiều các bạn khác. Vì thứ nhất là mình không có quá nhiều thời gian. Thời gian chính của mình vẫn dành cho công việc học tập và công việc gia đình, bạn bè v.v. Thứ hai là khi mà bạn tự học thì có vô số các cái nguồn thông tin để bạn có thể tham khảo. Thế nên là bản thân cái việc lọc ra cái thông tin nào nó hay nhất, nó đúng đắn nhất, nó hợp cho mình nhất cũng là một cái rất là khó.
trong lúc mình làm, và cuối cùng thì là tìm cái hoàn cảnh thích hợp để mà chứng tỏ mình, để mà rèn luyện, cũng là một cái rất là khó, tại vì không phải sân chơi nào nó như nhau và không phải lúc nào cũng có cái sân chơi nó dành cho mình hoặc là nó đúng ở cái thời điểm phù hợp cho mình. Thành ra là chỉ có một số nhỏ các cái chương trình mình có thể tham dự thôi. Thành ra là cũng phải có một chút may mắn nữa các mình mới tìm được các cái chương trình phù hợp đối với mình. Lân cũng đã đi diễn thuyết ở rất là nhiều nơi nè, vậy thì qua những cái kinh nghiệm mà Lân thu nhặt được á, thì theo Lân là để trở thành một nhà hùng biện thì cần phải có những cái kỹ năng gì? Theo mình thì cái quan trọng nhất đấy là mình phải hiểu khán giả của mình là ai. Đó là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng đối với một nhà hùng biện. Vì chỉ khi bạn hiểu, thực sự hiểu rằng khán giả của mình là ai, họ muốn nghe cái gì, thì bạn mới kể một cái câu chuyện mà nó gây ra cái sự gắn kết được giữa người nghe và người nói. Và khi đó bạn mới có thể thuyết phục được khán giả. Hay nói cách khác là bạn phải biết cách đánh vào trái tim của khán giả. Đó là một kỹ năng rất là quan trọng bên cạnh rất là nhiều kỹ năng khác. Ví dụ như thế này, bạn phải biết cách ăn mặc, vì bạn phải gây ấn tượng được tốt với người nghe ngay từ lúc ban đầu. Đó là khi bạn mặc đẹp và phù hợp với cái hoàn cảnh và với cái đối tượng nghe, thì ngay lập tức bạn đã tạo được cái ấn tượng rất là tốt rồi, và cái lời nói của bạn ngay lập tức nó sẽ có cái sức nặng lớn rất là nhiều. Thứ hai đấy là bạn phải nắm rất là vững cái nội dung của bài nói của mình, vì chỉ khi bạn thực sự hiểu những gì mình đang nói thì bạn mới có thể truyền cảm được. Với những cuộc thi mà Lân đã từng tham gia thì Lân có thể chia sẻ lại những kỷ niệm mà Lân có được khi tham gia cái cuộc thi đó không? Nếu mà nói đến kỷ niệm đáng nhớ nhất thì mình phải nói đến cái giải gọi là iChallenge 2013. Năm ngoái mình thi đó là giải hùng biện tranh luận, hùng biện đồng đội. Thì mặc dù là bọn mình chỉ về giải 3 thôi, nhưng mà hôm đó mình cảm giác là khá ấn tượng. Vì mình thì không quá quan trọng chuyện thắng thua, quan trọng nhất đối với mình là mình có học được cái gì không. Và mình cảm thấy rất là thoải mái khi ra về, vì hai đội chiến thắng, đội mình đã chơi một trận rất là hay. Thế nên là mình cảm giác mình đã học được rất là nhiều. Và đó là một trong số ít lần mà mình cảm giác mình đã học hỏi được nhiều cái mới. Vì sao mà Lân lại đứng ra tổ chức dự án Vimoon? Lân muốn gửi gắm những mong muốn như thế nào? Bây giờ mình chỉ mong muốn dự án thật sự thành công, và không chỉ thành công trong năm nay mà thành công trong năm sau nữa. Vì cái mục tiêu ngắn hạn của mình đấy là giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức về các cái vấn đề thời sự quốc tế và nâng cao cái kỹ năng mềm của mình, kỹ năng tiếng Anh. Tuy nhiên về lâu dài thì mình không muốn Vimoon dừng lại ở một sân chơi tầm toàn quốc. Mình muốn nó trở thành một cái diễn đàn mang tầm khu vực, nơi để tất cả các bạn trẻ ở khu vực ASEAN, tức là các nước ở khu vực Đông Nam Á, có thể tụ hội, trao đổi với nhau một cách thẳng thắn và cởi mở, để chúng ta góp phần xây dựng cái bản sắc ASEAN, hướng tới cái mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đó là mục tiêu lâu dài của Vimoon. Lân là một du học sinh đang học tập tại Hà Lan, thì Lân có thể chia sẻ lại những cái kinh nghiệm cũng như là lời khuyên của Lân dành cho những bạn muốn sang Hà Lan du học được không? Đối với du học sinh thì những ai sắp trở thành du học sinh thì mình muốn nói với các bạn rằng là hãy chuẩn bị cho mình thật tốt trước khi lên đường, và khi lên đường thì hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế rất là cởi mở, vì những gì các bạn sắp được trải nghiệm nó sẽ là những cái điều rất là mới. Và các bạn sẽ có hai cách phản ứng. Một là các bạn tự thu mình lại và các bạn chặn mình khỏi những cái trải nghiệm mới đó, hoặc là các bạn mở lòng mình và đón nhận tất cả những thứ đó. Nhưng cái nguy hiểm của khi bạn đón nhận các thứ mới đấy là các bạn có thể bị hòa tan. Cái quan trọng chúng ta cần phải làm đấy là hòa nhập nhưng mà không hòa tan. Chúng ta học những cái mới nhưng chúng ta phải giữ được cái bản sắc của mình, luôn hướng về đất nước của mình. Mình rất hy vọng là đã là du học sinh Việt Nam thì dù các bạn làm gì ở đâu thì mình vẫn mong muốn các bạn luôn có trái tim hướng về Tổ quốc. Cảm ơn những cái chia sẻ của Lân, và chúc cho Lân sẽ thực hiện được dự định và mong muốn của mình. Hy vọng rằng là sẽ còn không xa nữa thì tôi sẽ được nhìn thấy Lân trong vai trò là một nhà ngoại giao trẻ của Việt Nam. Tiểu mục Lời yêu thương hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những chia sẻ, mơ ước của các bạn trẻ. Mong muốn của em sau này là
sẽ được đi du học và sau này sẽ có một công việc thật tốt, góp phần những điều tốt cho đất nước. Như các sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội khác thì mình muốn sau này trở thành một nữ kỹ sư để có thể đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào nền khoa học kỹ thuật của đất nước. Mong muốn của mình trong tương lai đó là phát triển cái thương hiệu Friendly Travel của mình để làm thế nào cho mình giới thiệu được cho nhiều bạn bè quốc tế. Khi đến du lịch Việt Nam, mình sẽ cung cấp cho họ những cái chương trình tour đến những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Và mình mong muốn là đem lại cái dịch vụ tốt nhất cho khách để khách có một cái ấn tượng tốt đẹp khi đến với Việt Nam. Ấn tượng về các cái danh lam thắng cảnh, về con người Việt Nam rất là thân thiện. Những chia sẻ vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ chương trình Kết nối Cộng đồng, kênh VTC10 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.